Đây là chiếc Toyota Altis thì đi thời gian đi lâu rồi, cái dàn lạnh của bác thì có chủ có mùi hôi này và mùi hôi khó chịu. Thì cái đây, sau cái thời gian mà các bác đi có thể thấy cái quạt gió của bác, có thể nhìn thấy ạ, rất là bẩn đúng không ạ. Đây, đây là những cái bụi này, thấy không ạ, cái quạt gió nó quay như thế này mà cái bụi nó còn tích tụ ở trên cái quạt này rất là nhiều này, đen hết cả cái quạt này anh bác có thể thấy không ạ. Đấy, cái lọc gió dù đã là đi qua một cái lọc gió như thế này rồi nhá, đấy đã đi qua một cái lọc gió như này cho bác này, về trên cái lọc gió này các bác thấy không ạ, những khe kẽ này bụi bẩn rất là nhiều này. Đấy, và xuống đến cái quạt này với cái tốc độ quay như thế mà nó còn bị như này. Thì vào trong cái dàn lạnh đây các bác có thể nhìn thấy này, bên em trước khi làm thì có một cái máy để nội soi như cho các bác để kiểm tra cho các bác, trước khi kiểm tra là hoàn toàn miễn phí nhá các bác nhá, không mất chi phí gì trong cái phần kiểm tra này. Bên em sẽ tiến hành vệ sinh và rửa sạch cái nội cái dàn lạnh này cho các bác, và sau khi vệ sinh xong thì sẽ có cái máy này để kiểm tra lại hoàn toàn cho các bác. Nên các bác yên tâm về chất lượng dịch vụ cho của bác là vệ sinh có sạch hay không này, và để vệ sinh nguyên một cái dàn lạnh đấy thì sẽ sử dụng một cái máy nội cái máy để mà chuyên làm sạch dàn lạnh như này. Đấy, to và khỏe như này. Đấy, máy rất là nhiều cơ chế sản sinh ra máy cả nước nóng này và hóa chất tuần hoàn ở trong này để đưa vào và vệ sinh cho các bác cái dàn lạnh làm sao sạch nhất, đẹp nhất, và loại sạch loại bỏ hết cái vi khuẩn bên trong cái dàn lạnh cho bác để cái không khí trở lại cái khoang nội thất này là không khí trong lành cho bác. Còn bác nào mà đang sử dụng dòng xe gì hãy comment ở phía bên dưới để bên em tư vấn hỗ trợ cho bác. Còn bác muốn vệ sinh ở đâu ạ? Hãy đến với Agala Thái Nguyên các bác nhé.